Hello, xin kính chào quý chị quay trở lại với kênh của Trương nha. Kính chúc quý chị có một ngày vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn trong công việc cuộc sống nha. Hôm nay xe về showroom cũng khá là nhiều, để em điểm danh một số xe cơ bản cho anh chị xem qua nha. Đây, Ford Ranger 2021 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, đồ chơi bịt bùng luôn, đồ nhìn rất là đẹp. Đây, Xpander 2021 mẫu mới facelift. Đây, Mazda 3 2019 ghế điện, nội thất màu kem cực kỳ hiếm luôn. Đây, Karen của khách gửi. Đây, bên kia là Mazda 6, nó mới vừa về luôn. Mazda 6 2018 Premium. Đây, và hôm nay em sẽ quay chi tiết cho anh chị xem con xe này ha. Con xe này anh chị bữa trước em lên video báo giá thì có khá là nhiều anh chị nhờ em quay video chi tiết. Đây là con Ford Everest máy dầu số tự động một cầu 2016 bản Titanium, bản cao cấp, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Để em đeo vòng tổng thể cho anh chị xem, con xe này rất là chất này, cứng cáp cực kỳ luôn. Và máy 2.2 anh chị, số tự động và máy dầu đi tiết kiệm lắm. Gầm bệ cực kỳ chắc chắn luôn. Và Ford là nổi tiếng về cái máy bền, rất bền luôn. Và đây, lên cái mặt ca lăng trước nè anh chị. Và cái body này, nhìn nó cứng cái xe lắm. Nhìn y là xe cơ bắp á, nhìn nó mạnh mẽ đúng không? Nhìn nó ngầu lắm. Đó, nhìn từ cái góc này, nhìn chính diện nhìn tới, nhìn cực kỳ đẹp luôn. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Đây là bản cao cấp thì có cả miếng trước, cả miếng sau. Có hỗ trợ lùi chuồng luôn. Đó, có rửa đèn pha nè, đèn là đèn HDI, tự động bật tắt. Và có mi LED nè anh chị. Ở ngoài nó không chớp đâu nha. Giờ em quay vào á, có mặt ca lăng đẹp quá, nhìn nó ngầu ghê luôn á, rất là mạnh mẽ. Và mang màu đỏ nữa chứ, đúng chất. Đây, cái bản cao cấp bản Titanium á, là nó là mâm 20 inch, còn bản thiếu là mâm chỉ là 18 inch thôi nha anh chị. Có cùm thắng màu đỏ. Xe này trang bị tới 4 phanh đĩa và gầm người ta cũng phủ hết rồi, phủ gầm hết rồi, gầm nó khỏi sờ một mọt. Đây là máy 2.2, hộp số tự động 6 cấp, chạy mượt lắm. Đây, người ta ốp carbon, cái ốp gương nè, cái tay nắm cửa nè, và ốp những cái viền nè, nhìn nó sáng cái xe hả anh chị. Đây, đó, phía trên là có 3 gam bui đầy đủ hết. Ở dưới là có bệ bước, cái lường thì cũng có cái điểm nhấn anh chị đâu. Có cái điểm nhấn đỏ đen, nhìn nó cứng cái xe lắm, mạnh mẽ lắm. Để em đi một vòng tổng thể cho anh chị xem ha. Đây, đèn, phía sau là đèn LED nè. Đèn LED, cụm đèn LED đôi. Cái này là ở ngoài nó không chớp nha anh chị. Do em quay vào á, để anh chị thông cảm. Everest là một xe gầm cao, cạnh tranh với là Fortuner nè, Santa Fe, Pajero Sport. Nhưng mà Everest lợi thế là option rất nhiều, option cực kỳ đỉnh luôn. Mấy cái mà đỉnh cao nhất của công nghệ nằm trên xe này hết luôn. Đây, cốp điện để mở cho chị xem, chỉ cần bấm một cái thôi, tự lên. Đó, rất là tiện dụng luôn. Đây, người ta lót hết rồi nè. Trần, sàn 5D. Nội thất này chị, ghế này gặp phẳng hoàn toàn luôn được ha. Nếu như mình để ít người á, mình gặp phẳng cái này lại, chở được rất là nhiều đồ luôn. Hàng ghế kia cũng gặp phẳng lại được luôn. Đây, nếu như muốn gặp lên thì chỉ cần bằng nút nhấn thôi. Đó, nút nhấn bằng điện luôn ha. Ghế gặp điện luôn. Đó, rất là tiện dụng đúng không? Đây, cho anh chị xem nội thất nè. Xe này xe 7 chỗ nha anh chị. Đó, anh chị thấy nội thất đẹp ghê không? Đây, trần là màu đen luôn, nhìn nó cứng cái xe cực kỳ luôn á. Thường là những cái xe nhập Thái là nó sẽ đi cái trần màu đen, nhìn rất là thích. Nó sạch sẽ mà có vẻ gì đó nó mạnh mẽ đó anh chị. Đây, xe đang nguyên zin hết nha, đảm bảo chất lượng tuyệt đối nha anh chị hết. Nên chất lượng thì anh chị yên tâm khi mua xe bên em. Ok, cốp điện chỉ cần bấm một phát thôi, tự xuống. Đây là bản Titanium anh chị, bản Titanium là bản cao cấp. Phía sau là có chữ Everest này. Rất là sáng, thương hiệu Ford, logo Ford, rất là nổi tiếng của Mỹ. Ở đây người ta ốp hết rồi, nhìn nó cứng cái xe lắm. Đó, phía sau là có body luôn. Đây, nhìn từ góc này Ford Everest nhìn nó cứng cáp và nó rất là mạnh mẽ luôn anh chị. Đó. Những cái chi tiết này người ta ốp nè, nhìn nó sáng xe lắm. Ốp hết mấy cái này nè. Tay mở cửa chrome. Để vào nội thất cho anh chị xem ha. Đây, tắp bi cửa nè. Đó, ở đây là cũng có lóc cửa mở cửa, có loa, những tay nắm cửa nè anh chị. Đây mở cửa nè. Đó. Ốp hết mấy cái này. Không. Đây, người ta ốp hết mấy cái này nè. Mấy cái này là mấy cái ốc thêm thôi ha. Nhìn nó sáng. Kỹ mà người ta dán hết nè anh chị. Sợ trầy á. Bước lên bước xuống sợ trầy, người ta dán hết luôn. Đây bệ bước. Lót sàn hết rồi. Lót hết rồi. Nè anh chị nhìn dàn ghế nè. Đó. Nội thất còn căng và cái da này nó mềm đó anh chị. Đó. Em đang quay là ngoài nắng luôn á, cho anh chị xem một cách trực quan và rõ ràng nhất luôn. Cái da của Ford mềm lắm. Mềm mà nó êm lắm. Rỡ rất là mịn. Phía sau này là có cửa gió luôn, có điều hòa, có điều chỉnh điều hòa luôn nè, có cửa gió và quạt luôn, có cổng sạc ở đây, khá là tiện dụng ha.
Wow, xe này trang bị tới 7 túi khí an toàn rồi chị. 7 túi khí an toàn. 2 túi khí trước, 2 túi khí bên hông, 2 túi khí ghế và túi khí đầu gối. Có màn hình 8 inch. Xe này có điều khiển bằng giọng nói luôn. Đó. Cái ghế phụ còn đẹp ghê không? Gần như không có vết trùng luôn. Để em lên hàng ở đầu cho anh chị xem nha. Cái trần màu đen nhìn đẹp quá ta. Anh chị nhìn hàng ghế thứ hai nè. Đẹp ha. Hàng ghế thứ hai nó có thể trượt được đó anh chị. Mình có thể trượt điều chỉnh lại cái hàng ghế thứ ba ngồi cũng rất là thoải mái. Đây, lóc cửa. Những cái chi tiết cửa nè. Đó. Xe này trang bị tới hai cái ghế điện, hai ghế trước là hai ghế điện nha anh chị. Nè. Đó, có túi khí trên ghế luôn. Túi khí trên ghế và túi khí đầu gối. Cho anh chị xem cái nội thất ghế da, ghế tài nè. Đó. Em quay rất cận cảnh cho anh chị xem luôn. Cái này hình như là cái nút quần jean đó anh chị. Đó. Còn mấy cái này còn rất là đẹp. Bị sờn ở đây chút xíu thôi. Cái này thì hao mòn theo thời gian ha, rất là bình thường. Đây, có đèn. Em lên cho anh chị xem. Xe này cao lắm. Cao ráo. Đây, cái đồng hồ này anh chị, nhìn nó rất là hiện đại ha. Xe 2016 mà thiết kế 4 năm rồi mà hiện đại lắm. Nhìn y như là mấy xe WeTrack bây giờ luôn. Hình như xài chung cái đồng hồ này luôn nè. Vô lăng trợ lực điện, rất là nhiều tính năng. Set cruise control, giới hạn tốc độ, là tính năng ở trên này rất là nhiều. Rồi. Đây là hỗ trợ đổ xe nè anh chị, hỗ trợ đổ xe nè, cân bằng điện tử nè, rồi cảm biến nè, điều hòa thì hai vùng độc lập. Đây là màn hình. Màn hình này cảm ứng luôn. Rất là nhiều tính năng ở trong này ha. Đây, rất là nhiều tính năng ở trong này. Anh chị mua về mò ha. Đây này có cam hành trình. Cần số nè. Đó. Rất là xịn sò. Đây là chìa khóa của em nó. Ở trong này có cổng sạc nè. Cổng sạc hai cổng USB luôn. Đây là cổng 12V. Ồ, khá là nhiều cổng 12V luôn. Điều hòa tự động, điều hòa hai vùng. Quá nhiều nút nhấn. Start off luôn nha anh chị. Đây, hộc đựng đồ ở trong này khá là rộng rãi. Những cái da ở đây còn rất là mới. Anh chị thấy không? Bên này nó có chữ Everest luôn. Ở bên kia là có túi khí. Đó, tắp lô, tắp bi thì còn rất là mới. Xe thì em đang nổ máy từ đầu bây giờ luôn anh chị. Nè, đang nổ máy từ đầu bây giờ luôn á. Đó. Để em ra mở khoang máy cho anh chị xem nha. Xe này có cân bằng điện tử nè, phanh ABS, phân bố lực phanh điện tử, hỗ trợ đổ đều luôn, đi rất là an toàn, có cân bằng điện tử luôn. Hai ghế điện. Gương gập chỉnh điện ha. Nhìn rất là ngầu luôn, mạnh mẽ và option nhiều, 7 chỗ ngồi và đi máy dầu nữa. Rất là đã. Ok, em mở khoang máy cho anh chị xem nha. Giờ đây, máy xe nè anh chị. Máy xe bên em spa dọn rửa sạch sẽ tươm tất rồi. Và em nổ máy là đang nổ máy lạnh và quạt đang quay luôn á. Là tiếng máy đang nổ một cách lớn nhất cho anh chị nghe. Một cách trực quan và rõ ràng nhất luôn ha. Đây, xe sạch sẽ tươm tất và đảm bảo chất lượng tuyệt đối cho anh chị nha. Cam kết là không đâm đụng, không thủy kích. Hồ sơ pháp lý rõ ràng và tất cả xe đều đủ điều kiện để sang tên hết. Về mặt chất lượng và pháp lý thì bên em sẽ đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha. Con này thì máy móc được đi bền lắm, bảo trì bảo dưỡng đi thì không biết bao giờ hư đâu. Mấy dòng Ford đi cực kỳ bền luôn. Vậy đi cái dòng này bảo trì bảo dưỡng đầy đủ 400 ngàn chưa làm máy. Đặc biệt mấy con máy dầu là rất là trâu bò, cực kỳ bền. Đó, sạch sẽ tươm tất. Lúc giao bên em sẽ bảo dưỡng lại cho anh chị luôn, giao cho anh chị là cái xe đẹp chỉnh chu và hoàn hảo nhất luôn. Rồi, xe này bên em đang chào bán với mức giá là 868 triệu nha anh chị. 868 triệu Ford Everest, máy dầu số tự động một cầu bản cao cấp 2016. Đó, anh chị quan tâm xe này liên hệ cho em nha, qua số điện thoại 0972 60 8010 hoặc là 0707 272707. Alo cho em thì chắc chắn sẽ được hỗ trợ nhanh, tốt và nhiệt tình nhất rồi. Đó, xe thì đảm bảo tuyệt đối cho anh chị ha, chuẩn chỉ. Đó. Không có gì để bàn đâu anh chị. Mấy con xe này bên em mua kiểm tra rất là kỹ, chất lượng phải đạt chuẩn mới được nhập vào công ty. Nên bán ra thì có cam kết bằng văn bản cho anh chị rõ ràng, có một đỏ của công ty luôn. Nên những cái đó thì về chất lượng và pháp lý thì anh chị yên tâm khi mua xe bên em ha. Đó, bên em bán xe thị trường cả ngàn xe rồi, chất lượng cũng đã được khẳng định rồi. Nên không có gì để anh chị lăn tăn đâu ha. Rồi, và em đang cần mua khá là nhiều xe về để phục vụ anh chị có nhu cầu. Nếu như anh chị nào có nhu cầu bán xe hoặc là biết người quen nào bán xe thì giới thiệu giúp em nha. Mua được bán được xe em sẽ gửi hoa hồng cho anh chị vui vẻ. Rồi, một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các anh chị đã tin tưởng chọn lựa mua xe bên em trong suốt thời gian qua nha.
Chúc anh chị luôn làm ăn phát đạt thịnh vượng và gặp nhiều may mắn trong công việc cuộc sống nha. Cảm ơn chị Semido, anh chị nhớ đăng ký kênh và bấm chuông để luôn cập nhật những sale những sản phẩm mới nhất bên em nha. Cảm ơn anh chị, bye bye.